giờ này mỏ mới lạnh tí. Thôi tắt đi. Quy nó mỏ mới lạnh nó dằn mặt đó. Nhà anh làm hả? Ừ, anh làm. Xin xin trước đây nè. Anh Nam. Tùng. Anh Nam. Ở lộ anh Tùng. À, anh đi nghe mấy cái dĩa bên hông anh đi. Đông đá là sao không? Đâu có đông đá đâu. Cái đó này, cái đó anh Tùng muối á em. Đâu có đông đá đâu. Thịt đông á, thịt đông á. Nhìn ú nhìn tới cưng à. Bất là một cái
Biết đâu
Cái gì giáp anh ơi? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Tôi thật. Ai đứng ra ngoài ngoài trước kia đẹp đó. Cái gì vậy? Đứng ra ngoài kia kìa. Mời đẹp, mời đẹp. Lấy tiền nhân luôn.
Anh này, cô vẫn còn ai nữa đi vô. Hình nhân đi uống thuốc rồi.
Hai người thắng luôn à? Kinh sổ rồi.